Ok, xin chào mọi người. Ở cái video này thì anh sẽ chữa cho mọi người cái câu 50 nhé, cái câu cuối cùng trong cái đề ngày hôm qua nhé. Đây chúng ta sẽ xem qua một chút. Đây nó hỏi mình như thế này. Người ta có hai cái yêu cầu này nhé. Cái phần cho ấy, thì người ta sẽ cho mình như thế này. Cho CF trừ đi 6 đúng không? Nhân với 8 cộng với ZY tất cả ngang đúng không? Con này là số thực này. Đó, đây là sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ hai là nó cho mình là Z1 trừ đi Z2 đúng không? Thì cái này bằng 4. Đấy, đây là phần cho nhé. Thế còn cái phần hỏi nhé, cái phần hỏi thì nó hỏi mình là module của Z1 đúng không? Cộng với 3 lần Z2 đúng chưa? Thì cái này là giá trị nhỏ nhất nhé. Giá trị nhỏ nhất của con này là bao nhiêu đó. Thế thì đối với cái con này thì chúng ta sẽ xử lý cái dự kiện số thực này trước nhé mọi người. Cái dự kiện số thực này trước này đó. Thì mình cứ đơn giản, mình cứ gọi Z bằng A cộng BI hoặc X cộng với Y nhé mọi người. Thì ví dụ ở đây mình gọi là Z nó bằng là X cộng với YY đi. Đấy, thì ta có là X cộng YY trừ 6 này, đúng chưa? Nhân với mở ngoặc này 8 cộng với, rồi cái chỗ này là X cộng YY này đúng không, nhân với y nhé, rồi tất cả lấy ngang đó. Con này nó bằng là x này trừ đi 6 này, đúng chưa? X trừ 6 cộng với y này, rồi cái chỗ này ta được là 8 đúng không, cộng với cái này ta nhân tung ra nó được là trừ y đúng không, cái này nhân vào đây trừ y này cộng với là x y này đúng không, tất cả ngang này, rồi bằng tiếp cái này là x trừ đi 6 cộng với y này. Rồi cái này ta bung ra ta được là 8 trừ y 8 trừ y trừ đi x y, đúng chưa? Rồi, thế nhưng mà người ta yêu cầu là cái khối lượng này nó là số thực, đúng không? Số thực thì chứng tỏ là phần ảo của nó bằng 0. Như vậy là chúng ta sẽ xét qua cái phần ảo của con này nhá. Từ đây chúng ta sẽ suy ra này. Chúng ta suy ra là x trừ đi 6 đúng không? Nhân với trừ x, đúng chưa? Đấy, cộng với lại y nhân với lại 8 trừ y đúng không, thì cái này phải bằng 0. Đấy, đó là số thực trên phần ảo của nó phải bằng 0 nhé mọi người. Rồi, thế bây giờ mình bung ra thì mình sẽ thu được nó là trừ x bình phương cộng 6x này đúng không, trừ đi y bình phương đúng không, cộng với 8y. Đấy, thì cái này bằng 0. Rồi, cái hệ số nó bị âm, ta đổi hết dấu đi, ta được là x y bình phương này trừ đi 6x này đúng không, cộng với y bình phương trừ đi 8y. Đấy, bằng 0. Rồi thì ta ghép về hàm đẳng thức nhé. Đó là x trừ đi 3 tất cả bình này cộng với y trừ đi 4 này tất cả bình nhé. Cho nên ta thêm là 3 bình, cho nên thêm là 4 bình thì chắc chắn cái đuôi nó phải 5 bình thôi. Thì nó là Pythagore. Đó. Như vậy từ dự kiện đầu tiên thì ta thấy rằng là cái con Z của mình ấy có cái dạng là x cộng y nó sẽ thuộc một cái đường tròn, đúng chưa? Nó sẽ thuộc một cái đường tròn có cái tâm, có cái tâm y của chúng ta ấy, nó là 3 4, đúng chưa? Và cái bán kính cái r của chúng ta là bằng 5. Đó là dự kiện đầu tiên. Rồi đối với cái dự kiện thứ hai là trị tuyệt đối đúng không, dự kiện thứ hai là trị đối của z1 trừ đi z2, cái này bằng 4, nghĩa là cái khoảng cách giữa hai cái điểm biểu diễn con z đúng không của chúng ta là bằng 4. Chúng ta có một cái hình này cho nó dễ hiểu này. Đây chúng ta có một cái vòng tròn. Đấy, có một cái vòng tròn. Đấy, cái vòng tròn này của chúng ta có cái bán kính nó bằng 5 nhé mọi người. Thì hai cái điểm Z1 và Z2 nó nằm ở trên cái đường tròn này. Ví dụ điểm A này thì nó chính là con Z1 này. Điểm B này nó chính là con Z2 nhé. Được chưa? Đây là tâm Y này. Đó, thì mọi người sẽ có là cái IA này bằng với cái IB này. Đấy, cái này cùng bán kính nó bằng 5. Còn cái AB này này nó sẽ bằng 4 nhé mọi người. Đấy, nó sẽ bằng 4. Ok chưa? Nó sẽ bằng 4 nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái độ lệch pha. Độ lệch pha giữa cái con A và con B nhé mọi người. Thì rất đơn giản bằng cách là mọi người sẽ mọi người lấy cho anh cái trung điểm. Cái trung điểm của con AB này. Đấy, mình gọi nó là điểm H nhé mọi người. Gọi là điểm H. Đó. Mọi người nối con IH này lại. Thì chúng ta sẽ có cái vị trí góc, ở đây là góc vuông, đúng không? Do AB bằng 4 cho nên là cái thằng AH chỗ này nó chỉ còn bằng 2 thôi. Mình sẽ tính cái góc ở trên đỉnh này,
đúng không? Rồi mình nhân đôi nó lên thì mình sẽ suy ra được cái độ lệch pha giữa A và B nhé. Về mặt kỹ thuật thì hôm qua anh có hướng dẫn mọi người rồi đúng không? Đấy, cho nên chúng ta có thể là chúng ta dùng luôn thôi. Rồi, ở đây nhé, thì anh sẽ đưa cái máy về radian nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu tính này. Cái này là cạnh, nếu mà mình lấy góc thì nằm chuẩn, thì cái này cạnh đối, cái này cạnh huyền, đối trên huyền là sin nhé. Sip sin của 2 chia 5 này bằng, đó, nó được là 0,411 đúng không? Rồi, mình lấy A nhân 2 thì mình xả tô vào con A. A nhân 2 xả tô A, được chưa? Đó, như vậy là mình nhân đôi lên thì mình sẽ suy ra cái độ lệch pha giữa con A và con B. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tham số hóa cho cái đường tròn này nhá mọi người. Ok chưa? Thì chúng ta để ý này, cái đường tròn này của mình nó có cái dạng là x trừ 3 bình này, cộng y trừ 4 tất cả bình, cái này bằng 5 bình nhá. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ tham số hóa cho đường tròn ấy. Thì mọi người tham số hóa như thế này. Z1 đi nha, mọi người tham số hóa Z1 bằng này, được chưa? Phần thực của chúng ta ấy, nó sẽ là bằng 3 cộng với lại 5 cos phi, được chưa? Tiếp tục phần ảo của chúng ta nó chính là bằng 4. Đấy, đây này, mọi người chỉ cần lấy tâm này. 3 này, cộng với 5 lần cos phi này, 4, đúng không? Cộng với 5 lần sin phi nhá. Đấy, được chưa? Đấy, hôm qua chúng ta cũng đã nghiên cứu cái này rồi, đúng không? Rồi, thế còn Z2 này, Z1 nó ở chỗ điểm bàn nhé. Z2 thì có độ lệch góc so với cái con Z1 nhá, thì nó là một cái góc, cái góc A ở đây, đúng không? Là cái góc A đấy luôn này. Đấy, thì như vậy chúng ta sẽ có là Z2, đúng không? Đấy, thì nó chính là bằng 3 cộng với 5 cos của phi cộng với A. Đấy, thế còn phần ảo nó là 4 cộng với 5 lần sin của phi cộng với A. Đấy, được chưa? Cos sin nó không có quan trọng, nhưng mà nếu mà đây là cos này thì dưới cũng là cos, mà đây là sin thì dưới cũng là sin nhé mọi người. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái ông là Z1 cộng với 3 lần Z2. Đấy, mình có là module của Z1 cộng với 3 lần Z2 nhé, được chưa? Thế là bằng là căn bậc 2 của này. Rồi, trước hết mình tính phần thực nhé. Phần thực nó là hai cái ông ở bên trên này nhé mọi người nhé, được chưa? Đấy, thế thì Z1 của chúng ta là bằng gì? Z1 của chúng ta là bằng 3 cộng với 5 cos phi này, rồi cộng với 3 lần Z2 nhé, thì ta nhân 3 vào cái chỗ này thì ta được là cộng với 9 này, cộng với 15 lần cos của phi cộng với A. Đó, rồi, ok, đóng ngoặc vào đây, bình phương nhá. Đấy, như vậy là anh tính xong phần thực nhá. Bây giờ sang phần ảo này. Phần ảo nhá, thì cái con này nó là 4 này cộng với lại 5 sin phi này, được chưa? 4 cộng 5 sin phi. Còn con bên dưới là khi chúng ta nhân 3 vào nhá, thì 4 nhân 3 nó lên là 12, được chưa? 5 nhân 3 là 15 sin của phi cộng với A. Đấy, đóng ngoặc lại bình phương. Rồi, đấy, thế vì cái điểm điểm A và điểm B của chúng ta nó chạy khắp cái vòng tròn này, cho nên chúng ta sẽ đi lấy cái góc nha mọi người. Đấy, chúng ta sẽ đi lấy cái góc của chúng ta ấy, thì đó là 0 nhỏ bằng phi, nhỏ hơn là bằng 2π, đúng không? Thì hôm qua anh có hướng dẫn mọi người chia cái ông này của chúng ta nó thành hai vùng, đúng không? Vùng thứ nhất đó là từ 0 cho đến π, đúng không? Vùng thứ hai là từ π cho đến 2π, và cái bước của chúng ta ấy nhá, thì nó là bằng π chia cho 36, đúng không? Đó, ta sẽ bấm cái biểu thức này vào trong 18 thì nó chạy là xong thôi. Đây, ta vào 18 nhé. Căn bậc 2 của này, con đầu tiên nhé. 3 cộng 5 cos x này. Rồi, tiếp tục. Cộng 9 cộng 15 cos, đúng không? Cos của x cộng với alpha A. Đóng ngoặc bình phương. Rồi xong khối lượng đầu tiên nhé. Cộng với khối lượng thứ hai này, mở ngoặc này. 4 cộng 5, đúng không? 5 sin x, 4 cộng 5 sin x, rồi cộng 12 cộng 15 đấy, sin, đúng chưa, của x cộng với alpha A, đóng ngoặc bình phương. Đó, bấm xong biểu thức này, bằng này, rồi đánh cắt g đi nhá, shift mode này, rồi bằng nhá, bắt đầu của chúng ta là 0 nhá, được chưa, bắt đầu là 0 này, kết thúc là bằng pi nhá, bước nhẹ mọi người là pi chia cho 36, đó, pi chia 36, rồi chúng ta bằng này. Ta sẽ tìm xem con nhỏ nhất của nó bao nhiêu nhé. Rồi, nó vẫn đang giảm mọi người ạ. Rồi, có
con giỏ nhỏ nhất hiện tại chúng ta thu được nó ở trên cái vùng 1 ấy, thì nó là 5,937. Được chưa? Nhỏ nhất là 5,937 nha mọi người. Rồi, chúng ta sang cái vùng số 2 này. Bằng này, bắt đầu là 0 nhá. Kết thúc là 2 pi nhá. Rồi, bằng. À, bắt đầu là pi, sorry. Bắt đầu là pi, kết thúc là 2 pi. Chúng ta xem là cái nhỏ nhất nó bao nhiêu. Rồi, tiếp tục là 5,937 nó lại giảm tiếp này. Rồi, nó giảm về đến nhỏ nhất ở tầm cái chỗ này nha mọi người. À, là 1,4518 này, đúng chưa? Đấy, 1,4518 đấy. Nó làm giảm từ 2,7 này, giảm về 1,4518 này. Sau đó nó lại tăng ngược lại 1,55 nhé. Đến đây tăng ngược rồi. Rồi chúng ta xem tiếp. Rồi nó tăng mọi người nhé. Tăng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng chúng ta tìm được cái kết quả chính xác hơn nhé. Thì mọi người nhìn này. Tại cái vị trí 1,4518 nhé. Thì con x của chúng ta này, nó đang là từ chỗ này là 3,31 đúng không? Nó lên đến 3,4. Mọi người thấy không? 3,3 đến 3,4. Đấy, thì là cái vùng mà nó chứa được cái con 1,45 này. Thì chúng ta sẽ bấm đi sau này. AC một lần, bắt đầu bằng này. 3,3, kết thúc 3,4. Được chưa? Bước nhảy là 0,1 chia cho 40. Đó. Và chúng ta sẽ xem cái giá trị nhỏ nhất nó được bao nhiêu. Rồi. Đó, mọi người thấy nó giảm này. Chúng ta sẽ lấy một cái giá trị tốt hơn. Ồ, từ từ. Con này hình như có cái vấn đề nghiêm trọng à. Chỗ này nó vẫn đang giảm tiếp này. Này, chỗ này nó vẫn đang giảm tiếp. Rồi, để anh thử lại xem nào. Cái vùng này là chứa con bé hơn đúng không? Bắt đầu bằng này. Pi này. Chia cãi một chút nhá. Đến 2 pi này. Bước nhảy là pi chia cho 36 nhá. Đánh xem lại cái vùng chứa cái con nhỏ nhất là cái con 1,4518 này. Để anh coi xem nào. 1,4518. À, 1,4518 thì cái chỗ này là nó là 3,4 rồi. Thế thì như vậy ta phải lấy là từ 3,3 đến 3,5 nhá. 3,49 là coi như 3,5. Ta lấy từ 3,3 đến 3,5 nha mọi người. Ok, bằng này. Độ rộng của vùng này là 0,2, ta lấy là 0,2 chia cho 40 nhá. Rồi. Ta sẽ tìm cái con nhỏ nhất xem nó được nhiêu. Đó, nó vẫn giảm bên này. Nó giảm về 1,2 rồi đây này. Thấy chưa? Đấy. 1,23 này. Rồi, đấy nha. Thì cái giá trị nhỏ nhất của chúng ta ấy, nó là được 1,2392. Mọi người hình dung không? 1,2392 mới là nhỏ nhất nha. Rồi, ok. Đấy. Thế bây giờ để anh xem con nào bằng 1,2392 nhá. Check này. Con đầu tiên nhá. Con này không được này. Con này không được này. Một phẩy hai ba chín hai đây. Con này được này. Con này được 1,238 này. Thì con này IC rồi. IC nhá. Check cái con cuối nào. 0,4 mấy đúng không? Rồi. Như vậy con này là IC nhá. Đây. 20 trừ 4 căn 22 nhé. Con này là 1,238 này. Đó, như vậy câu 50 là mọi người chọn cho anh IC nhé mọi người nhé. Ok. Đó. Rồi, đây là cái chỗ cái câu 50 nhé mọi người. Đó, vậy thôi. Ok.